Lê Dương Bảo Lâm mặc cả váy để phụ vợ livestream bán hàng. Vẫn biết Lê Dương Bảo Lâm là thánh livestream, lầy lội có tiếng của làng giải trí, nhưng đến mức mặc cả váy con gái phụ vợ livestream bán hàng hẳn trình bá đạo của quán quân Cười Xuyên Việt đã nâng lên tầm cao mới. Lê Dương Bảo Lâm được nhắc đến là diễn viên hài đắt sâu hiện tại. Anh không ngại làm xấu hình ảnh để mang đến tiếng cười cho khán giả hâm mộ, dù là trên sân khấu hay mạng xã hội. Lê Dương Bảo Lâm luôn thể hiện mình là cây hài bẩm sinh, làm gì cũng có thể khiến người khác bật cười nắc nẻ. Mới đây, quán quân Cười Xuyên Việt tiếp tục gây hài khi mặc cả váy khi phụ bà xã Quỳnh Quỳnh livestream bán hàng. Người xem livestream không khỏi phì cười trước độ lầy lội của ông bố hai con này. Hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm trong chiếc váy dáng suông, màu cam bắt mắt, không chỉ dừng lại ở việc làm mẫu, Lê Dương Bảo Lâm còn thoải mái xoay trước sau để khán giả theo dõi livestream dễ dàng nhìn thấy. Bên cạnh những bình luận phì cười trước sự đáng yêu của quán quân Cười Xuyên Việt, không ít người ngưỡng mộ Quỳnh Quỳnh có đức lang quân sẵn sàng làm đủ mọi cách chỉ để giúp vợ bán được hàng. Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng là sao nam chiều chuộng vợ, dù ngày thường anh rất hay trêu ghẹo bà xã Quỳnh Quỳnh. Những màn chôn tới bến của thánh livestream khiến dân tình được phen cười nghiêng ngả, nhưng ai nấy đều hiểu rằng nam diễn viên vô cùng yêu vợ mình. Dõi theo cuộc sống hôn nhân của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Cặp đôi đến với nhau từ khi Lê Dương Bảo Lâm vẫn chưa có dấu ấn trong sự nghiệp. Thậm chí, có thời điểm Quỳnh Quỳnh trở thành trụ cột kinh tế cho gia đình, một thân một mình bươn trải làm những công việc buôn gánh bán bưng để nuôi chồng con. Chính vì sự hy sinh quá lớn của Quỳnh Quỳnh đã trở thành động lực giúp Lê Dương Bảo Lâm nỗ lực trong sự nghiệp. Từ sau danh hiệu quán quân Cười Xuyên Việt 2015, Lê Dương Bảo Lâm dần nổi tiếng, phủ sóng rộng khắp các chương trình truyền hình, nhận nhiều hợp đồng quảng cáo. Anh cũng trở thành gương mặt nghệ sĩ livestream bán hàng nổi bật đến mức được phong thánh livestream. Từ đây, mức thu nhập ổn định hơn, nam diễn viên có thể xây được nhà đẹp, mua được xe sang giúp cuộc sống của vợ con thêm sung túc, thoải mái. Nhìn cách Lê Dương Bảo Lâm cưng chiều Quỳnh Quỳnh, sẵn sàng mặc váy xuất hiện trong livestream bán hàng với vợ để tăng tương tác, không ít người bày tỏ sự ghen tị với bà xã nam diễn viên. Dù hay chôn vợ nhưng Lê Dương Bảo Lâm đích thị là người chồng quốc dân, hết mực yêu vợ thương con. Lê Dương Bảo Lâm sinh năm 1989 tại Đồng Nai, với lối diễn hoạt ngôn, duyên dáng nên anh đã từng được kỳ vọng là một cây hài có tương lai rộng mở. Thậm chí Lê Dương Bảo Lâm còn từng được mọi người so sánh với diễn viên kiêm MC là Trấn Thành và Trường Giang. Chiến thắng tại Cười Xuyên Việt đã mở ra cho Lê Dương Bảo Lâm rất nhiều cơ hội. Anh được mọi người trong nghề đánh giá có năng lực, được khán giả ủng hộ, yêu mến. Khi trở thành quán quân, anh đã rất nhanh chóng tham gia diễn hài cùng đóng phim để có thể trao dồi kinh nghiệm nhiều hơn nữa cho bản thân mình, đồng thời tìm kiếm cơ hội có thể đi xa hơn nữa trong lĩnh vực diễn xuất.